Hôm nay mình sẽ lên một chiếc clip food tour đơn dương về quê của mình cho mọi người cùng trải nghiệm nha. Đầu tiên là gánh đậu hũ nóng của bà ngoại bán hơn 22 năm ngay lời đường như thế này. Giờ tìm đâu ra cái chỗ bán đậu hũ trong cái chum như thế này nữa mọi người. Đúng là kiểu hồi nhỏ mình hay thấy và trở thành cái hình ảnh quen thuộc của tuổi thơ luôn. Giờ ngồi ăn lại cái chén đậu hũ nóng của bà tuy là đơn giản nhưng mà nó ngon lạ thương. Năm nay thì ngoại cũng gần 80 tuổi rồi nhưng mà chưa bỏ một cái bữa bán nào hết. Từ cái lúc mỗi chén đậu hũ có 200 đồng đến giờ mình ăn lại thì chỉ có năm xu một chén thôi. Những ai đi ngang qua nhớ tấp vào ủng hộ bà để bà được về sớm hơn nha qua một cái quán bánh căng cũng là một chiếc quán ngắn liền với tuổi thơ của mình nè đơn giản là một cái trò nhỏ bánh căn thì đợi hơi lâu nhưng mà bù lại mình chưa thấy cái chỗ bánh căn nào mà mình thấy hợp khẩu vị nhất với mình hơn ở đây pha nước chấm ăn kèm với lại bánh căng thì ở đây vừa có xíu mại nè vừa có nước cái kho vừa có nước mắm ngọt và cả mắm nêm nữa còn mình thì ăn kiểu mỗi ít nước chấm pha vào cái chén như thế này cứ phải gọi là vừa vậy nha lý do mà mình ăn bánh căn ở đây phải đợi hơi lâu đó là cô phải đổ cho hàng loạt khách đến trước ăn xong rồi mới đến lượt mình không có đổ trước và dọn cho khách đâu nha khi đến lượt mình ăn rồi thì kiểu ăn không có bị gián đoạn và bánh vừa ráy ra khỏi khuôn nóng hổi là đã cho vào miệng ngay rồi và nó là đã cái nư luôn nha. Đợi khoảng hơn 15 phút thì đã tới lượt mình rồi nè Mỗi lần đến đây là mình hay chọn ăn bánh căng đổ với là giá Bên cạnh đó phải thiệt là nhiều hành luôn nha Bánh rất là mềm, khi mà nhúng vào nước chấm á, thì bánh sẽ bị bỏ ra Nhưng mà cực kỳ thơm luôn nha Kiểu là bột tự xay đó mọi người Mỗi lần ăn bánh căng thì mọi người ăn được bao nhiêu cặp Hai đứa tụi mình thì phải 20 cặp trở lên luôn á Mỗi lần về quê là nhất định mình phải ăn cho bằng được cái món này Đây là một cái món tuổi thơm mà mình cực kỳ thích luôn á Món bánh tráng hành này thì mình đã quay rất là nhiều trong những video trước rồi Có dịp về quê là mỗi ngày mình phải đi ăn cho bằng được luôn á Mỗi lần ăn là không dưới 10 cái nha Ở đây thì có rất là nhiều kiểu bánh tráng Nhưng mà mình hay chọn cái kiểu bánh tráng hành ốp la như thế này Có cả bánh chén hành trứng đánh và bánh hành không nữa Ăn kiểu này cũng cảm thấy ngon Tại vì một món tuổi thơ mình nữa mọi người pha cứ nước chấm rồi đã nhẹ cái chiếc lông đào chảy ra phải nói là càng ăn càng cuốn luôn á đặc biệt là sốt chấm thì có cái xe tới cay cay nữa ăn cái nào nướng cái đó nóng hổi luôn á thêm một cái món mà lúc nào về mình cũng hay ăn sáng lắm là bánh mì xíu mại nha ai đi xa rồi mới thấy bánh mì ở quê mình là đỉnh nhất luôn và mình chỉ chọn duy nhất là bánh mì xíu mại thôi nha